Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn phụ kiện tổng hợp dành cho camera hành trình GoPro, Eken, Action Camera, camera hành động và các loại tương tự nha. Đầu tiên là đế gắn camera hành trình, bao gồm đế cong thì đi kèm với keo 3M hình oval, đế phẳng thì đi kèm với keo 3M hình chữ nhật. Trước khi dán thì mình lau sạch bề mặt trước nha. Đế này cũng có thể gắn kèm với combo đầu kẹp dán trên mặt đồng hồ nha. Có thể gắn với mao cà chân ngắn, mao trụ tri thì sẽ cao hơn giúp cho điện thoại của mình nâng lên linh hoạt hơn nha. Còn công dụng của cái này cũng như tên của nó, mao gài xoay 360 độ, tiện lợi lắm nha. Lúc đầu vặn thì hơi cứng, các bạn lưu ý nha. Giờ thì lắp vào nha. Tiếp theo là mao chuyển đổi giúp nối các bộ phận với nhau. Và dĩ nhiên cũng không thể thiếu em chút phích này. Em này có thể gắn vừa cho hầu hết các loại phụ kiện camera nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn các loại đầu kẹp gắn điện thoại. Đầu tiên là đầu kẹp xoay 360 độ. Nhờ cánh tay xoay nên có thể xoay điện thoại ngang dọc tùy chỉnh nha. Đầu kẹp loại 1. Đầu kẹp cao cấp. Cả ba loại đầu kẹp trên đều dùng ốc vặn nha. Còn đây là đầu kẹp loại 2, điểm khác biệt so với ba loại trên là đầu kẹp này dùng lò xo. Chắc nhiều bạn cũng băn khoăn không biết làm sao để nối cho camera của mình cao hơn phải không? He he, để tôi chỉ cho, lấy cái thanh nối này nè, có loại ngắn, dài, trái chiều và ngược chiều đa dạng lắm nha. Và tiếp theo là các phụ kiện gắn đầu gậy, tủ sướng, tripod và camera hành trình. Có hai loại, mao xoay tròn và loại này nha. Còn đây là lưới chống rơi, bạn có thể xem hình để biết cách sử dụng nó nha. Tiếp theo là mao gắn cầm dành cho camera hành trình. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó để gắn với điện thoại nhé. Chắc nhiều bạn cũng lo lắng sợ đi trên đường tốc độ cao thì điện thoại mình sẽ bị rơi rớt. Đừng lo nha, vì đã có lưới chống rơi. Cái này bạn có thể dùng kèm với combo dán trên mặt điện thoại, mao gắn cầm hoặc dây đeo điện thoại trước ngực và các loại khác nữa nha. Để sử dụng, bạn chỉ cần lắp theo video hướng dẫn là được nè. Việc gì khó đã có sắp lo, cần gì thì inbox tôi liền nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.